phát hiện được cái má này cũng hay lắm nè. Nó rau nướng bánh mì dùm cho mình. Ra là có phải mứt. Anh ăn mứt gì đó? Dao. Anh ăn mứt dao à? Nó chạy nó đi cũng ăn mứt dao. Nó sắp rớt suốt rồi. Em sẽ được dạng bánh mì dưới đây. Đây rồi. Đây, cắt căn bánh rồi. Ăn thôi. Đi. Con lứa được bánh rồi nè. Hello ba. Ba ăn cái gì vậy? Ba chu bi mất dao mà. Cái gì cũng ngon. Đèn có bánh nữa nè. Đi. Ăn buffet sáng. Lộc ăn cái cây trong miệng. Uống một ly dưa hấu. Tiên đang ăn món gì đó con? Đang ăn quả. Hậu quả hả? Chanh dài quá. Chanh dài với đường. Ôi thêm chiều con trời vô. Sao mà con cho mẹ một miếng gì mà nó bé tẻo tèo tèo giống con như vậy. Cảm ơn con. If you're grumpy and you know it's on your feet. If you're grumpy and you know it's on your feet. If you're grumpy and you know it's on your feet. And if you're grumpy and you know it's on your feet. And if you're grumpy and you know it's on your feet.